Hiện nay, các loại ma túy mới mà đối tượng sử dụng là thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Việc nhận diện, đấu tranh với ma túy mới và tội phạm về ma túy cần ý thức cảnh giác và sự phối hợp chặt chẽ từ mỗi gia đình và lực lượng chức năng. Thời gian qua, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện bắt giữ hàng chục vụ mua bán sử dụng trái phép các loại ma túy mới được các đối tượng mua bán ngụy trang núp bóng dưới dạng bánh kẹo, đồ uống pha trộn, tẩm ướp, đóng gói hoặc hình thức thuốc lá điện tử. Nhiều loại ma túy mới được giao bán tràn lan trên mạng xã hội và mua bán vận chuyển bằng cách gửi hàng qua shipper hoặc xe ô tô khách. Tô khô đặc điểm của nó là màu vàng đậm, giống sợi thuốc nào. Cách thức mua thì tôi mua qua liên hệ qua Facebook, liên hệ được cho số điện thoại ở trên Facebook và họ hẹn tôi ra chân cầu Liệm, Hải Phòng và lấy. Cách thức lấy thì họ không cho tôi nhìn mặt họ, sau khi dùng thì nó sẽ tạo ra hương phấn khoảng tầm 15 đến 30 phút. Sau khi sử dụng xong thì nó sẽ tạo ra mình là những cơn buồn ngủ. Cháu thấy người ta cũng đăng lên mạng, người cũng sử dụng nhiều nên cháu cũng không biết nó là chất cấm vậy. Tại nó cũng giống với thuốc nào quá. Cháu cho vào điếu, cháu hút. Dạ vâng ạ. Dạ cảm giác là gây buồn ngủ với tê người thôi ạ. Các loại ma túy mới, ma túy núp bóng chủ yếu hướng tới người sử dụng là giới trẻ, học sinh, sinh viên do tâm lý tò mò và dễ bị lôi kéo. Việc sử dụng ma túy nói chung và các loại ma túy mới nói riêng để lại nhiều hệ lụy cho chính người sử dụng và toàn xã hội, trong đó biểu hiện loạn thần là dấu hiệu dễ nhận thấy sau thời gian dài sử dụng các loại ma túy mới. Nó như thuốc lào, sử dụng như thuốc lào luôn ạ. Nó không khác gì thuốc lào, nó chỉ gây kích thích hơn thuốc lào ạ. Cháu sử dụng cái tobacco hay là bản điện này thì nó tạo ra sao? Cháu ảnh hưởng rất nhiều về trí não. Ảnh hưởng cháu bị loạn thần, bị tâm thần kinh ạ. Nổi lên nhất là cái loại ma túy là tobacco. Nó có đặc điểm tương tự giống thuốc lào, các đối tượng thẩm chất ma túy vào. Còn một số loại ma túy mới chưa trong danh mục chính phủ quy định là chất ma túy hoặc tiền chất sử dụng ma túy rất khó khăn trong quá trình điều tra. Như đầu năm chúng tôi bắt một vụ ma túy mua bán trái phép ma túy không trong danh mục nhưng quá trình khám nghiệm giám định thì lại có là chất ma túy. Thì quá trình điều tra thì chúng tôi cũng phối hợp với kiểm sát nhân huyện thì thu thập tài liệu và chứng minh được hành vi vi phạm của đối tượng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố hơn 400 vụ án liên quan đến ma túy với hơn 620 đối tượng. Trong đó, số này nhiều vụ án liên quan đến các loại ma túy mới, ma túy núp bóng. Việc đấu tranh với tội phạm này gặp nhiều khó khăn bởi nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục cấm. Tâm lý của giới trẻ là nghĩ là cái việc sử dụng ma túy này là không gây nghiện. Và các vụ việc này thì đa phần là các đối tượng đều sử dụng là cái loại ma túy tổng hợp chứ không phải là cái ma túy truyền thống như trước đây là có ma túy heroin, mà đây đều là các ke kẹo và các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện trên địa bàn. Để phòng chống hiệu quả tội phạm về ma túy nói chung và các loại ma túy mới nói riêng cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục con em mình cảnh giác, tránh bị lôi kéo sử dụng và tàng trữ các chất ma túy mới, ma túy núp bóng, không sử dụng thuốc lá điện tử và các dạng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.